Em chào đại gia đình đó kêu. Trời mới chưa chứ. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào con bác. Tại anh em tính đang lội lai dai vô cả nhà ơi. Thấy còn hang nhiều quá. Ham anh em bắt dài dài vô luôn. Rồi anh em sẽ xử lý mớ chuột này nướng ở trong rồng ăn con mớ cả nhà ơi. Bằng cách bữa nay là bằng cách trơn đó là bắt đầu anh em chia ra ăn thi hết trơn luôn nè. À. Thôi ăn mỡ đâu, coi ăn mỡ. Té là tèo quá. Thi một hồi là đếm người nào ăn nhiều là được thưởng. Ăn hồi chở tiêu kiệm luôn. Tại vì trên đường đi dài vô thấy hang chuột rồi mấy anh em cũng nôn với trơn rồi phải bỏ thì tiếc quá. Đi dài dài vô luôn. Một con. Chuột lứa. Chơi luôn. Hai bạn kia lớn kiểu quá lớn kìa. Ấy. Đó. Kè là anh tính nó phát hiện cái gì anh cười khú khú anh kìa. Cái hàng nhiều đống lúa dầm dài anh tính. Thôi dữ lắm cái đùng này anh Tú ơi. À bao dây đi. Cái con chuột có bị phân tỏ. Hàng này sâu à, hàng này hơi bị sâu, hơi bị nhiều quá. Giờ thì đào. Hướng đi đào. Cái hang ở chỗ nào đây? Dưới thì cái hang của canh à. Có cái lỗ chùm vô, phải này thôi. Chà lấy cái xuống rồi bư anh Tú ơi. Cái hang này dài như bãi cứt. Lâu à, nói là bãi bả không? Bự hơn, bao bãi chân lại á. Quá thấy cái hang chuột rồi. Cái đụng chuột mà chưa thấy cái hang. Đây nè, nó ăn chỗ lại đây dò em nào quay. Đây dùng qua. Đó, thấy không? Hay quá sao ơi. Ơi. Dữ lắm rồi, qua bên kia nó đen. Đó. Dữ lắm luôn. Bên dưới này ăn thông dưới luôn rồi kìa. Hương đi đạo dưới hết trời ơi. Ê. Được vậy. Bắt. Ơi, ừ, hang chuột. Đồng quá thế mà. À quá hồi giặt cái chay. Bự đó vậy luôn rồi đây. Chỗ con hang rồi. Chắc nó xuống ngay tầng dưới nó ở dưới quá. Nhà giàu ha. Căn bông rồi biết nó ở tầng dưới rồi. Dưới nó. Đây nó có gắn máy điều hòa mát. Mùa nắng thì rút xuống dưới ha. Đúng rồi. Đào hang chuột này hơi bị đuối. Ông Tường đang đào cái hang kia kìa. Nó chưa cứng ngắc à. Trên nữa mềm. Bây giờ mình treo vô luôn cái nhà. Cái hang chuột này quá trời nó bự sâu dưới rồi. Sao rồi anh Tính? Thấy gì chưa? Thấy đất không chứ. Duy thấy mệt. Thấy à. Thấy đất không? Đất không à. Thấy mệt à. Đó, đưa lên nó đang nãy có xuống nghe nó không? Đó, tới luôn. Mày mới nhìn xuống thấy đó. Rồi, tới đó, tới gom rồi đó. Mấy ngã kìa. Rồi, xong, tới con ngã bên kia. Rồi rồi. Ê, đó, đó. Lúa bự nè, lúa bự nè. Vô mánh này, vô mánh này. Thấy giọng đi, thủ đi. Lấy ra đây đi. Thủ giọng. Từ từ con. Đi, bỏ đi, con xuống rồi đây. Cái đuôi kìa. Chạy đâu cho khỏi. Lùm cái đuôi. Đâu khỏi được bằng. Từ lưa giống kìa, thấy dây. Ai chuột bự nè. Chuột bự rồi. Từ từ con. Chuột bự. Bự hết hồn luôn bự rồi. Trời ơi, đen biết đút con tay cho nó cắn nè, cắn cái mình. Sao? Nhóc con đi. Chưa. Đút con tay. Đút con tay cho nó cạp đen. Hai con bành bành không cả nhà ơi. Được rồi. Hết lỗ rồi. Chuột nó bự hơn heo, nhỏ hơn heo một chút kìa. Đen. Rồi, không phải có hai con. Hai con. Đây dài dài vô luôn mấy anh em ơi, cũng gần tới trong bờ rồi cả nhà ơi. Đi chuyến này không thất bại, không lập này. Phải mà nhiều chuột đó. Cả nhà có thích anh em à, cả nhà nhớ vô xem giờ đăng ký cho anh em cả nhà ơi. Tụi em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Ồ nó kìa. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè.
bỏ ra không? Tiêu rồi. Đó là mình đang là không phải. Đó mình lại mua phải. Wow! 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 Mất thì la không nghe. Mất lâu đầu rồi, lâu đầu rồi. Wow! Lâu rồi chưa? Từ từ. Bắt lùi chó, bắt lùi dữ lắm mà không có chuột kìa được. Kìa vậy? Không tiêu rồi. Rồi. Chạy vô trong. Đó. Ê, ê. Sao biết chó này hay khôn để nuôi nha. Để nuôi. Chó nào thử thằng này không có gì bằng thịt ăn luôn. Một con nữa cả nhà. Nửa con nó quần quá rồi. Để ăn đây. Hết rồi, về vô. Dữ lắm mự. Ở đâu chạy ra anh tin? Trong hang đó chạy đâu? Kìa kìa. Hay quá anh tin rồi, chín rồi. Thầy ơi, chụp được cá. Đúng đời thiệt chứ. Đâu bỏ được. Hay ha, ở sao chạy con nữa ha. Còn hai nực chân mà. Còn nữa không? Chắc hết rồi. Để lên lỗ này luôn. Gì vậy? Wow wow wow. Trời ơi. Trời ơi, đâu ngoài trong hang căn quèo vậy? Đàn tin. Đâu? Trời ơi trời. Bay đi. 3.000 đó liền. Đó. Có hay không? Đúng đợi bự trời. Thô chụp được cái nhà ơi. Nguyên buồn tú ơi. Nguyên buồn. Nguyên buồn tú ơi. Còn đó nè, nó còn đó. Còn không? Ở đây nè. Ốc cục nó vào đây trời. Có thể chuột rồi cả nhà ơi. Đó, còn nữa đó, hả? Bự. Khỏi chết chuột. Chạy thịt quá dữ. Khỏi chết chó rồi, chết chuột rồi. Ê, dạy vô. Quá dễ ăn cả nhà ơi. Chuột nó ăn hình vuông nha cả nhà. Nó ăn cái kiểu hình vuông nè. Đúng đời thôi chứ. Đó hả? Hãy móc đi, móc đi đừng ngại gì. Và hãy cố móc đi. Móc ra đi bạn ơi. Anh nợ nữa rồi. Chữ y thì dài. Chữ tờ luôn rồi. Chữ K là xong, không là không có. Đó, có chục lứa. Rồi, xuống đây nè cả. Lứa. Rồi, còn lại. Rồi, con lứa mini. Đây hả, nó chạy qua đây nè. Có tới cùng rồi. Thằng đâu? Mày hả? Bắt hết. Hết. Xin chào. Hay quá. Còn nữa. Gì đó hả? Dạ. Đây nè. Kìa. Rồi đèn chín luôn rồi. Chín chưa? Đèn hay quá đèn ơi. Hay quá đèn. Chuột chạy như mù u cả nhà ơi. Sao đâu? Tới luôn. Mục tiêu rồi. Ok, cái luôn làm kia kìa. Ồ, hay quá anh Tú ơi. Tới luôn các bạn. Lạng tạo với làm gì. Hèn ăn lạng không? Ăn như cái thao đi trời. Bằng cờ. Ghiền thiệt luôn á. Nào quạt quá. Ghiền luôn cả nhà. Ghiền luôn á. Rồi đây, luyện kìa. Tới luôn. Không thể nào tưởng tượng nổi luôn á. Vô luôn. Dài vô anh em ơi. Ủa thì dài vô luôn em hả? Ê, chuột bự. Trời chuột bự kìa con. Trời ơi. Trời vô vậy. Nó còn chùm dồn ngang. Hết rồi, còn một bở. Ờ, con chuột nó mập cái nào ơi.
nè. Rồi thiệt cho. Cái răng nó nổi không con? Mới đường bà vậy kìa. Ê, giờ dài vô đây, anh Tính ơi. Chuột khỏe quá cả nhà ơi. Con Tính. Sao mà lẻ lại, vậy hả? Sao mà lại hại chúng ta? Chuột ở đây mà đâu phải. Phải chuột bên mình. Tính hay quá quá. Có sáu không? Rồi, mở ra đi ba. Chứ Tính đâu hay không? Hết rồi, hết rồi. Hồi nãy giờ đi dài vô không mà bắt hồi nãy giờ cũng mấy ký rồi cả nhà. Cái ham thiệt chứ. Chuột này cả nhà. Đưa lên bàn kia. Mười gà queo chùi giống ngồi giống. Bấu rồi nè. Bây giờ cái đầu nó đâu đó. Bự chưa? Wow, ồ chuột mập cả nhà ơi. Đúng rồi thiệt chưa? Có không? Nói sao anh Tính ơi? Chuột ở đây nó hang nhiều quá trời cả nhà. Nó không có chạy ra, nó dúng vô hang không à. Ít siêu chạy ra. Vô cái nhà xem sợ cái nhà xem rồi nhàm chán á. Ba không nó giục luôn cái gì á không đúng nhất nè, cả hang đắng nữa kìa. Đây kia luôn đi coi. Rồi anh Tú có dính trả được con rồi cả nhà ơi. Chạy hay vậy? Hang. Hang hả? Quá trời hang luôn rồi cả nhà ơi, chuột cái gì quá trời chuột ơi. Hang trống rồi Tính. Trống thì giò mà. Hang trống nó dồn quá cả nhà. Rồi. Hang này nó cũng bự nó dài anh Tính rồi, nó bự cái đùng quá trời nè. Ơ ba nữa hả? Ơi lúc đôi cái vậy. Ơ hai con hà một cái nhà ơi. Cảm ơn. Gì? Còn nữa không? Còn nữa hả? Trời ơi. Hang dồn hai bà con cả nhà. Ê, nó đổi đâu đây gì nè. Thấy không? Chuột chà bá, chà bá nó cả nhà ơi. Wow. Còn nữa, coi còn nữa không? Rồi, tất hết quá, nãy đội tội đến đó. Thôi bà. Mày còn hang đó nữa hả? Dữ hả? Mày này ba con rồi đó. Ô gõ.
Nửa xiên cũng phải lên. Nửa là xiên đó hả? Bà với anh Tính với cô Đen bắt thằng kia đó nha. Ấy đó. Chưa? Cái này không bốn con lấy cái giọng anh Đen ơi. Bốn con là cô Đen ơi, lấy giọng con ơi. Con chuột cái chạy ra cả nhà ơi. 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 Dạ, đây nữa hả? Khoan. Chín chưa? Có. Đúng rồi thì chứ, hồi nãy giờ làm dữ lắm nhiều rồi cả nhà ơi. Em không có quay cho xem. Thôi. Dữ lắm chuột mà. Lúc đó nè. Đó hả? Đó, hết hồn rồi. Ôi trời ơi. Nó kẹt ơi. Nó. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lẩu qua ơi. Đây, 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 đây. Đây, chạy ra đây nè. Rút rồi, rút rồi, rút rồi. Rút rồi, vô rồi, em ơi. Rút rồi. Rút cái đây nè. Chỗ đâu rồi? Hàng hai ba con không có nhà ơi, nãy giờ hàng hai ba con không đó. Đó hả? Ơi đậu quá. Mùi lắm rồi. Tôi vô đang bắt chuột này đó. Đậu rồi, rồi. Rồi, lú lú vậy mà lâu chứ hả? Tiêu rồi. Và ăn gì đó nè. Cũng được đó. Chưa tới nữa nó ha, ăn vòng 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 hoài luôn nè. Hang này giỡn quá, giỡn chuột rồi. Con chuột giỡn con có giỡn chuột bên đó kìa. Trước rồi đó. Kịp trước rồi anh Tân. Ơi. Còi dính đó. Tiêu rồi. Đậu lên rồi. Đang bóng rồi. Kìa. Em đậu đi. Kỳ á. Khỏe vậy? Nắng đi. Ba ấy rồi. Đây nè. Đó, đó. Quá trời chuột rồi. Đó. Đó, chạy đâu cho khỏi. Chạy không cho khỏi mình đi gì. Trời chuột. Không hết chồng. Hai, bảo con. Hai ba con. Bên kia, bên kia cô đang. Còn hàng hai bà con cả nhà ơi. Chính chưa? Đây nè anh tôi. Kìa. Đó, đó. Chính chưa? Chính chưa? Vinh, chạy đâu khỏi. Mấy con, hàng đã bay con. Ba ông con gì vậy? Còn hết. Hàng ba con. Chính chưa ba con là con còn nó không? Nào nó mập. Kìa, tu, chạy nữa kìa. Đúng đuôi nữa này kìa. Chính chưa? Đúng đuôi nữa. Chạy nữa kìa. Chạy nữa này nè. Chạy nữa này nè. Ừ. Nó chào. Đó. Ở hang này 5 con. Quá vô. Ồ, hàng năm con chuột cả nhà ơi. Còn chứ tính. Tâm anh em trên chục chiếc nha. Con đầy cái gọng rồi nè cả nhà ơi. 20 kg rồi chứ không ba?
Đây luôn. Đây. Rồi đây chưa? Rồi. Đen. Đó đen. Ôi, một đống đen. Đen một đống. Ồ, cục hai con hai đuôi luôn. Từ từ ra. Thôi ra không được luôn rồi. Trời ơi, cục bự ở nhà ơi. Còn nữa, hàng ngàn còn nữa đó. Còn ngã trong học dưới đó, còn ngã nữa tới. Ừ. Đó. Cái này dồn á. Còn hai người. Hai này trống không? Hình như nó mới lú rồi, cả lú rồi giống nữa kìa. Nè bỏ vô, lú chạy bây giờ đó. Lú rồi đó. Ca cũng đang. Dính chưa? Đứng lên cái. Làm gì quay hoài á? Bự lắm. Dữ lắm bự. Rồi chạy qua. Ủa chạy đâu hay hả? Chuyện ba hình như đâu có chạy qua đây đâu mà. Chạy rồi, chạy qua đây. Chạy chưa? Kìa quá. Mày hả? Tôi chừng con nữa đó. Chụp thắng nhõng dàn thế luôn á nè. Chạy sao khỏi. Ôi, quá trời cơ. Cái lưng bành kia. Dữ lắm nữa rồi nè. Cái lưng quá bự rồi. Ba con rồi đó. Thôi, ngã nữa đó. Kìa. Thôi. Nó đen. Thôi. Lắm bự cái vậy. Hàng 3 4 con, 5 con. Hàng này nãy là 3 con đúng không? 3 con. Rồi. Ê, nữa. Con nữa. Ê, con này sao nghĩ ra ngoài. 4 con rồi. 4 con rồi. Chân con nữa đó. Giấy không? Con nào nấy ốc. Được giấy hơn chục cơ, đợt không có nhà con nào nấy bành bành không? Ơi, cái gì vậy? Chạy luôn. Chết cha. Trời ơi. Ê, từ từ. Ê, con vẫn chạy ra kìa. Đây là anh tính đây. Nè. Bây giờ nè. Ôi, đó hả? Ôi. Năm con. Chục bành không? Năm hàng rồi. Năm anh em nữa rồi. Hết biết chục thì chắc. Rồi trong chừng con nữa đó. Hàng là dữ lắm, nó rộng. Hết rồi quá. Tan trường. Cái gì mà mệt chứ chả. Đây luôn. Đây anh em chịu hết nổi rồi cả nhà ơi. Tôi bụng rồi, giấc này vô mình đào lỗ với mặn mới chuột mình nướng ăn cả nhà ơi. Từ quả đi qua đây chưa có ăn cơm nữa cả nhà ơi. Lượng mới mặn nướng mời cả nhà cùng thưởng thức với mấy anh em nha. Dữ lắm nhiều, gần 30 cái chuột không biết cả nhà ơi. Dữ lắm nhiều. Hôm nay bự chà bá lửa không này nè. Bây giờ mình mà con nào chết mình nặng hết đi cho ba. Mình nướng nhiều mình nướng, mình ăn nhiều mình ăn, còn mình không nướng thì mình để mình phơi khô đem về nhà. Rồi, ok. Mình tính thì đi kiếm củi rồi cả nhà. Anh em nướng mấy chuột ăn trong đồng, mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Anh em giờ sẽ làm chuột đây. Cầm lên nó đi. Đây, anh em cũng làm được mấy chuột rồi cả nhà. Anh tính với Dương Ba thì còn làm mới chuột dưới kia mình nướng đủ ăn. Nhớ thôi. Bây giờ cái dỗ kìa. Mất cái tiêu hóa ăn khúc rồi. Chị cái gì? Dạ. Thế là dịnh tiếp sao rồi đây? Phủi cái. Anh Tú giờ ở trên đây thì kẹp chuột nướng cả nhà. Dương Ba với anh tính thì mặn mới chuột chứ. Vài con nữa là xong rồi. Anh em ai cũng đói bụng hết rồi cả nhà. Từ sáng giờ. Làm hai sâu thôi anh Tú. Hai gấp. Tôi gấp mười mấy con rồi. À. Kẹp đó chứ. Bung nó. Chuột ngon quá nè. Gấp mười mấy con hả? 2, 4, 6, 8
được rồi, được rồi. Một gấp rồi, đem dục xong rồi quen. Cho dục thiệt cả. Ê cả nhà ơi, hai sâu chuột, một sâu 10 con nha cả nhà. Thấy thèm không? Bây giờ anh em sẽ nướng thôi. Xíu nữa đây mời cả nhà cùng thưởng thức với mấy anh em nha. Con chuột nướng. Điều gì vậy anh Tú, nướng chuột hay lắm nha. Bụng lắm mà. Sáng giờ không ăn miếng cơm nữa chứ. Tranh thủ cái thời gian đó, anh em đi làm á cả nhà. Rồi anh cột qua đây cái gặp cắt lúa ham quá trời quất luôn. Chiều về anh em sẽ cắm trại sau đi. Về vậy không? Về vậy không? Về gì? Về sao chuột chích chích vậy không? Không sao đâu. Được chưa? Ừ. Wow. Quá ngon cả nhà. Ở đâu sống cũng được nha. Ở đâu anh em sống cũng được hết. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Wow. Dạng khừ luôn nha cả nhà. Anh chưa dạng chưa? Tuyệt vời ông mặt trời. Ôi. Xoay ụt ụt luôn nha cả nhà. Chuột này cũng béo anh Tú. Được quá nè. Cái này chuột này cũng ngon. Quá tuyệt vời cả nhà. Nước than không hết than nữa. Đủ rồi. Giữ đấm than anh tính này. Mở nhiễu xèo xèo luôn nha. Quá ngon. Tí xíu nữa là có ăn thôi. Có đấm muối anh tính đây. Tính chân này đâm muối ớt cả nhà. Chuột nướng thì không thể thiếu món muối ớt chanh nha. Cay quá, cay quá. Cơm mấy trái? Qua trái à? Qua đang này chụp chuột quá quá dữ. Anh đây mà. Qua này cha cũng chơi phấn luyện trong khóa. Qua ngày mai thiên đường này sẽ dẫn bóng hoa. Quá tuyệt vời cả nhà ơi. Tuyệt vời không? Anh Tú ơi. Ok, nó màu anh. Quá ngon rồi cả nhà ơi. Đây, mời cả nhà cùng thưởng thức chuột nướng với mấy anh em nha. Không còn con sông. Lên dĩa thôi. Dễ đâu có, dễ. Có bánh rồi đây, có bánh rồi con. Lên bạn. Lâm âm. Ôi. Tôi đang đang làm cây nè. Không ngon lắm Thanh ơi, không ngon. Xin chào. Chuột tà bà cậu ơi, xuống ngoài đất mã đây, ăn chạch ai đây diện chuột ơi. Quá ngon cả nhà. Mà cả nhà. Quá em. Thử. Tôi thử cho tôi thử đặt chết cho. Quá ngon cả nhà. Quá ngon. Thôi. Tuyệt vời ông mặt trời. 3 tháng này mới nhớ lại mùi chuột. Không ngon lắm anh ơi. Trời ơi, gặp mặt 20 con chuột nữa cả nhà. Nãy giờ phải bẻ mới. Vô. Mời mấy chị mấy anh đây. Cái đồ con chuột. Rồi sẵn rồi mời Út Thanh luôn. Vô đi Dương Ba vô đi. Trời ơi. Mời cả nhà luôn nha. Em mời chị Hương Quỳnh Hương Quỳnh luôn nha. Mời cái, nhà, cái bọng chuột ơi. Mời mớ 3, mớ 4 luôn nha. Chị Út Đạt luôn nha. Vô anh Tiến ơi. Vô anh Hậu ơi, anh Tiến ơi, anh Bùi ơi, anh Mừ ơi. Dữ lắm lâu mấy anh chuột. Anh Trường ơi. Mày anh Dũng luôn. Trung ơi. Anh Trường. Anh Trung ơi, anh Tấn ơi. Chị Bùi, anh Mừ, chị Mừ. Dữ lắm ngon rồi. Út nhỏ. Chị Sáu, chị Sáu luôn. Nhỏ, chị nhỏ, Út lớn gì đấy. Út lớn gì đấy, quên rồi. Hết biết lâu mới ăn chuột lại, mới có sao không nè. Khó, ngon quá. Ngon rồi. Giờ phải lo hang mới lắm, đặt đặt ăn ha.
ngon đó. Vòng vòng này không có rau gì hết, có rau mình lấy được à. Cái lòng đâu có đọt đâu. Dứt đi. Ăn được à. Thương mông. Ngon. Cốt lết. Ngon ba. Ngon. Ngon mà cay quá. Ngon mà cay. Nào bà xả cái đùi nha. Để chú tôi coi. Nó thả thả vô. Khách biết lâu ăn chuột là thấy cảm thấy làm sao anh Tú? Mạnh Long luôn anh Long ơi. Quá trời ngon. Chuột còn nó ngon rồi. Hết một con nè. 1-0. 1-0. Người 5 con đó làm sao nó làm. Nướng 20 con mà. Chạy nước mắt luôn. Nó thổi hiu hiu mát quá cả nhà ơi. Này bắt chuột hoài, chuột nó bắt hoài ai gánh gì cho nổi. Nó nói cái mở thành cái đùi nó ra. Được rồi, chúng bá vậy. Cái nữa đi. Rồi, mời cả nhà. Hiu lắm chuột. Thiếu lấy xe chạy về, chạy mà lấy ba gác vô chở. Còn chanh không? Hết. Trái một à. Ừ. Động má xin được như ma phước. Làm được cái gì ở cái chén luôn. Chuột này ăn cũng êm ha, nó đâu có mùi gì ha, không có hôi ha. Mới hết đường thôi vậy. Ừ, hết rồi. Ăn gì ốc cục nổi vậy trời. Ôi con này nó mới 2 con, nó làm hết cái đùi à. Hư còn sống luôn trời. Vinh Vũ ơi. Mở ba con bác ăn cái ít con ạ. À. Ừ, cái bọng. Bọng chuột. Bụng chuột chứ không có ăn ướt con được không? Quá ngon. Chuột ngon quá mà không dám mời anh Hùng. Anh Hùng không ăn, không dám mời. Sao đây? Quá là vô luôn đang gì đậu mình luôn quá không? Ừ. Đang hôm nay chụp chuột cái đây ha. Ừ. Mà hôm nay mày chụp chuột cái đây. Bỏ ra mà. Còn cha con nữa mà. Bỏ ra mày, vô đầu tao đi. Cha mày bỏ được ha. Cha con bỏ theo được. Mấy ăn bỏ sai lầm. Cũng là ngon. Mấy con này. Mày cường cường con chuột nha. Đức Thắng Phạm luôn nha. Anh gì? Anh gì tự nhiên quên tiêu rồi. Cái đồng có mười mấy hay ruộng dọn sáng giờ. Dạ. Mà anh hậu có được con chuột ơi. Lắm ha. Trơn luôn phải không? Để chẳng còn nữa không? Còn biết cái đó đó, cái cồng đó đó. Chút cắt luôn quá. À, khúc chanh cả hả? Khúc chanh nào. Đang hắn mấy con có mấy công hết đó. Liên hết rồi đó. Em mời tất cả anh em cô chú trên kênh Tú Bắt Chước Bắt Chuột luôn nha. Em mời hết chân luôn nha. Vô. Trời ngon rồi, ăn nhiều quá. Hôm qua gác bánh cào, thấy nhạc chạy vuông, chọn mấy cái vuông sao? Chạy vô vuông phải không? Chạy vô phóng xong đùng đập kịp luôn. Chỗ hả? Ừ. Lắm chỗ. Chuột nuôi. Đồng này vậy sợ sợ đốt vô 2 3 vô 3 biết con chuột hả? Nếp lắm nhiều. Ăn nếp à. Này giờ bỏ người ta xả lên nó nè. Ừ. Bơm nước vô cái ngâm 2 bữa ta vô ta đủ chuột. Con còn một muốn ngán chạy. Ăn hết chạy. Chia người 5 con á. Mấy con rồi? 3 con. Để chơi hả? Giờ để nóng luôn ha. Nóng mà thèm mà. Lâu lắm mới ăn chuột rồi ha. Ừ.
Chuột này ngon lắm anh ơi. Vô cả nhà ơi. Vô. Vô. Gì vậy trời? Gì vậy? Cái chuột nó mang. Năm nào lại chuột có nhiều chứ. Đồng ớm. Cắt nó dài. Từng từng. Sao không anh? Sao không phải sao không anh? Quá im. Khóc, muốn khóc à. Để mắt à. Nít hài à. Em qua chết anh hết hài chứ không anh? Hay sao không anh ơi? Hết nổi rồi. Anh nói béo quá béo rồi. Giữ vô. Nhưng giữ vô chắc nè ăn hết nổi hả? Ừ. Mà cái đầu với anh Bùi cái nguyên con chuột. Con chuột này là chuột nhái à. Vô đi dân ba làm mất rồi đi. Ai cũng ngơi cho anh chạy. Ăn đi, ăn con. Con ở đây xứ chuột mà con thèm chuột con ăn đi con. Giờ cha không đi bắt hay gì á. Không đi bắt hay gì á. Cha mở gò xong. Chạy mấy bữa. Đau lưng. Trời có cá không? Cá dữ không? Trời à, nhảy xong thấy không đây? Còn cá á. Ở dưới sông này có cá còn cá gì đặc dớn chạy không đây? Ủa? Lắm rồi. Dùng về bò cá hay sao? Ừ đây là mùa hang nhóc chung. Nhóc hả? Ở cái kinh nó gần nhà. Hang gì? Cá gì? Cá diễn quá luôn. Cá rô kiến, cá chốt. Cá chốt là nhiều. Cái chốt ngọt rồi. Ăn hết luôn. Lúc thì đem con chuột, lúc rồi nè. Nhóc cái chân không nổi. Còn mấy con á, bỏ ủ. Sao bỏ được con? Ăn 5 con nữa đi. Còn ai không biết mấy con. Còn con thứ 3 hay 4 gì nè. Thứ 6. Thì giờ cũng xế chiều rồi cả nhà ơi. Anh em ăn chút ở đây cũng phải đi về. Anh em sẽ kiếm một cái địa điểm nào đó anh cắm trại cả nhà ơi. Tối nay anh em sẽ trải nghiệm trong đồng luôn nha. Mà anh Trung chị, anh Trung ăn. Rồi em cũng tạm kết thúc clip ở đây. Em hẹn gặp lại cả nhà trong clip sau nha. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye, bye cả nhà.